hãy nhìn đi, chú chó con này đã bị một con báo mang đến một cái cây. Bộ dạng khập khiễng của nó dường như đã chết từ lâu, nhưng tất cả những điều này đều là do nó giả vờ. Để thoát khỏi miệng báo, hãy xem cách nó hành động trước mặt người khác. Vừa rồi con báo định để chó con nằm trên thân cây, nhưng nó đã làm thành công, sau đó há cái mồm to ra. Con chó con được thả ra vẫn đang hoạt động và nó không dám cử động chút nào. Rốt cuộc, chiều cao như vậy khiến anh ta trông yếu ớt, và có một con báo đang theo dõi phía sau anh ta. Con chó con này hôm nay đúng là xui xẻo tám kiếp rồi. Vốn dĩ tôi cùng chủ nhà trông coi nhà cửa, không ngờ lại gặp phải tai họa như vậy. Lúc này con báo cũng không dám thả lỏng cảnh giác, hóa ra gần đó có rất nhiều người đang quan sát nó. Người chủ cũng chạy đến để giải cứu chú chó con và không thể chờ đợi để nhìn thấy con báo giết con chó ngay trước mặt mình. Thỉnh thoảng, nó đưa mũi ngửi xác con chó con sợ hãi nằm đó bất động. Rốt cuộc, nếu con báo phát hiện ra rằng chó con đang giả chết, điều đang chờ đợi anh ta sẽ là một cú bóc cổ chết người. Con báo bắt đầu cắn vào chân sau của chú chó con, sau đó ra đòn ở vị trí cổ của nó.